Đây là một em gà bị giục rồi nghe. Em gà này lát nữa sẽ xong phim luôn. Khô máu đâu lật ngang rồi. Mày quay cái clip bắt đầu rửa bắt gà đó cho mới vui nha. Dạ, hai mày rửa clip bắt gà đó mới vui nha. Bắt 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 tính. Rửa chà. Bắt gà bắt gà. Một hồi thì cũng bắt cho con gà nha. Chào các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thốt Nốt Trái Tim nha. Hôm nay lên giường của bạn Hổ. Mà bữa đi thăm bẫy, hôm nay không lên thăm bẫy mà có đồ ăn sẵn rồi. Nên làm món vài món. Mời các bạn theo mình nha. Đây là cái khu vườn của bạn Hổ nè. Khu vườn rất là rộng luôn. Này lá vàng. Này là lá lốt. Này là món gà nướng với gà xào lá vàng. Để làm được cái món gà xào với lá vàng thì mình có bún. Ăn với bún nè. Lá vàng này bẻ ra vườn. Rồi có sả, nghệ, nước cốt dừa. Đây có cái bịch ốp thịt nướng, lát nướng thịt gà. Ăn với rau sống. Đây có rau vườn nha. Có rau nhái, rau cần cua. Mưa ớt rất là ngon luôn. Hôm nay lên vườn của bạn Hổ. Trên vườn thì thiếu thốn đủ thứ. Đây là ông chủ gà. Đang ngồi cầm nguyên một bao gà luôn nè. Chúc làm gà. Đây quay nguyên cái chảo nước sôi luôn. Nấu lên lát nhổ lòng gà. Giờ mình sẽ rửa mấy cái lá vàng. Lá vàng này già dữ không tính? Già nó ngon. Già đó. Nhiều quá. Đây là mấy lá lốt nè, mình cũng rửa lá lốt luôn. Cái lốt này lát ăn nhúng vô lá vàng luôn hả anh nè. Lá này nó bị gì bỏ rồi. Nào như bị ba nhện đóng gì. Đây là một em gà bị giục rồi nghe. Em gà này lát nữa sẽ xong phim luôn. Khô máu đâu lật ngang rồi. Mày quay cái clip bắt đầu rửa bắt gà đó cho mới vui nha. Dạ, hai mày rửa clip bắt gà đó mới vui nha.
bắt 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 tính. Đó chà. Bắt gà bắt gà. Hay hết sức hay rồi. Dạ 2 giờ nha em, 2 giờ cũng tới. 12 giờ á. Ừ 12 giờ. Mày đi chiên tiếng gà gì trời. Làm mấy gà nha. Cái gì? Bố đi mày lấy gì vậy? Bỏ đây này mà bỏ riêng bỏ đây. Này là hệ thống đường nước trị giá 1,5 tỷ nha. Mẹ dơ luôn quên. Cho nó chảy hết đi. Sao không mở ra cho chảy hết đi. Mới làm hệ thống năng lượng điện cho bà vợ. Máy đó lốt ngâm nãy giờ. Qua nay không cho nữa ăn cái gì không tính. Qua nào bảy có ôm. Chấm, ủa để ông Phương hay quá hay. Lát chặt mấy con, hai con hả? Hai con. Nhờ đi kiếm chặt mấy cái đồ tầm vong. Lát chẻ ra nướng gà. Quân hổ. Chặt đại đi. Đây phơi mì nhóc chân. Lát chỗ phơi mì lên nướng ngay. Cây một đủ rồi. 5 con. 3 con à. Con chim nào có tiền nó mua. Nhà hai cái tiền bây giờ đi mua làm gì nữa. Cắt nha luôn. Này là mình chặt thịt lát xào lá giang nha. Sao chặt bự vậy? Bự không? Được chưa? Trong số beo à? Trong số beo. Trước khi đi vợ dặn rồi đi nhậu đem về hai cái đùi từ đây. Nướng rồi hãy cho cháu uống luôn. Không, nó tới về nấu. Làm món khác. Rồi đây để vô đây rửa luôn.
này mình đang chiết lửa nhóm lát nướng gà nha. Đất ở dưới nó ẩm quá nó cháy tốt không nha. Sao đủ, tôi 4 cây luôn đó. Chặt làm 2 chứ đi. Ôi, cũng giống hệt nhau luôn rồi. Này thì sắp chéo nè. Chéo hả? Lửa cháy rồi đó. Có xả là làm đổi nè. Đổi khử chứ. Rồi không có cái lãnh nè, mình đang cháy mỡ tỏi để xào gà nha. Thằng nào mà bị gì lãnh rồi xin thu lại. Xử lý sáng giờ luôn nè. Xử lý rồi biết sao. Đợi mấy thằng giám đốc nó vừa có nói lên nãy giờ bẻ cho người ta cái hai cái dừa người ta để vô nó xào mà. Okay. Có móc không Hải? Có móc dịch được không? Dễ rồi. Nổi bình bình cái nó đi tặng không? Quá nhiều rồi. Này thấy nãy có chảo bự rồi, xào chảo bự hơn. Đảo chảo luôn dễ. Không được. Ốp gà đi chứ quét gà trước đi lát thôi. Em ấy đi em vừa ấy con gà nó vừa ráo lên lấy cái quét nó bình thường cho đổ ra cái tô á. Rồi để miếng dầu ăn thay vô đó với miếng bột ngọt rồi. Gà nào tới? Mày đứng dỗ ngoài tao mày cho. Dỗ ngoài mày chứ không dỗ nó không nó lo. Ừ. Giống thầy Khiêm vậy đó. Mới cắt rồi kìa. Cắt rồi. Anh em tính tiền gạo cho tao nè. Thôi về ông lo gà đi ông ta. Thôi đi. Ông đi nha. Để vô hổ ơi. Vậy mà nó cũng không có linh linh nữa. Bây giờ gà nó sang là giờ mình đổ nước cốt dừa thôi mà nước dảo nha. Thì nguyên dừa mà không có cái móc để nước dừa tươi nữa. Tức chết thiệt luôn.
Ê, đổ vô hả? Đổ vô Phương. Cô Phương đổ vô Phương. Làm gì vậy chú ơi? Cái gì dễ lắm. Thôi thôi, bỏ cặn đi. Mẹ chứ không tính gì vô thôi. Gà vô mà xong. Mày đợi ăn xong mày hả báo là tiền mày không được lãnh đi. Gà mới còn nhảy tính. Ăn này uống xét được vô đỡ tốn bia mà nó cũng có tính sao. Tính rồi hết rồi. Cút cho mày thúc mất sung đó. Không cho mày sung với vậy đó. Tao mày hay. Không cho mung nữa, bỏ luôn hả không? Bỏ cái nữa. Nãy mất tính không đào cái lỗ. Ngày mình ốp gà nướng nguyên con nha, gà nướng mọi vừa nướng vừa phết lên. Hướng ba con. Tìm cái mề gà. Lát mình nướng này luôn. Nồi gà xào lá giang sôi rồi nè. Ớt bọt. Nướng gà bằng này nè. Sốt ốp thịt nướng. Đi này mình pha thêm ha, mình để thêm bột ngọt với dầu ăn vô cho nó bóng. Ố này là ít rồi. Ta nướng gà không nó mới ngọt cái mùi gà. Thì đó là nướng chấm mồi. Ờ vậy nó mới êm. Nướng mồi á. Thì mình cho thêm miếng dầu ăn vô. Miếng bột ngọt. Kiếm gì cao cao chút đó. Rồi ông đứng luôn. Có ớt luôn nha. Cái ớt nó cao quá à, biết mà chín. Rồi canh này sắp chín rồi nha. Này là nước mà mình sẽ sốt lên con gà nha. Nước gì? Nước sốt. Sốt nước hả? Ừ. Bây giờ lên nó ông quên hoài trời. Mẹ mừng chết đó. Bài kia, lật bài kia lên. Khoan cho nó ăn cái đi. Chứ này chưa thấp chứ đâu. Sơ nó nhìn cái đi lắc lắc lại. Đây. Bài này nó héo rồi nè, mà phết vô nó mới dính. Nè. Cái này nó không có dính nè. Từ khô lẫn mà quét vô cái nó thấm, cái khô quét cái thấm vậy đó, cái đâu có dính được. Còn đâu nữa mà thấm. Rồi. Quay lại đi. Cho mày nó khô đây tới con này. Nó mua đắt cả rồi. Nè, nó chín luôn rồi kìa. Mà nó còn kêu móc đi luôn. Thank you.
bao nhiêu, mé nhiều thì nhiều. Tôi đó, mình để nó gian vô nha. Chết bà luôn rồi. Ừ. Nè, nó gian cái cây để xả vô dưới nó nè. La lốt để như khi nào? La lốt là la lốt nào ăn đi. La lốt để cuối cùng á. Chừng nào hết mỏi. Thành không? Thành muối được không? Có rồi. Thành bệnh sư hả? Đi với Long về bệnh luôn. Nó thấy giờ thấy chưa? Thấy chưa? Anh thấy em đi bận bận ở ngoài không? Có về nhà đâu? Anh biết nó nói sao, nó nói đem lên nhỏ dặn xa hoài. Rồi chưa? Là chính là mình để nước cốt dừa vô nước nước là nước cốt luôn nha, nó béo. Quên có hai cái này là mà chạy nhà phải lấy thì rồi cái tô tô gì làm lên đây. Rồi, chính rồi đó. Thôi mày đừng để áp lửa. Giờ mồi chín rồi, mời các bạn dùng với mình nha. Gà xào lá giang. Vô. Vô, em đúng ăn đi nè. Không được. Zalo thì cũng về nhà rồi. Chín lắm rồi, ấy lửa tắt lửa đi. Nếu mà ổng có nhà là Zalo điện được. Con này Zalo không được. Là đi chăm cứu đó. Cái này là đi chăm cứu cái rồi. Cái này là tắt máy bình thường luôn rồi nè. Không có, không đi chăm cứu rồi. Ý nữa tắt máy bình thường luôn chứ chừng có mở máy, phải mở máy là Zalo. Là quyết định bên đây là là dứt qua đây nè. Quyết định là bỏ đi thật xa. Là ngải nó bị thu. Uống đi. Chứ mấy ngày nay gì nữa. Không ra rồi làm với thằng luôn sảnh đây luôn á. Không chín. Cái đó đang kéo cổ rồi đó, nó chịu không được đó. Đó. Chậm cứu cái gì đang nằm trong phòng nữa mẹ. Có đem nước suối, có nước suối với xương gum luôn. Hả? Nó trên. Chỉ mà đứng hứa. Qua hứa rồi đã. Hồi nãy cũng muốn không trả lời nữa đó. Đó là gì? Hứa thật nhiều. Thất hứa thì cũng thật nhiều. Đợi gà lâu chín quá. Gà nướng lâu chín quá. Sau một lon, để sau một lon anh em phải thấy. Cầu bên mà nó chạy gì bên pha bên trái. Nó ở trường nào thì ta biết. Nó nói giờ mày đưa mặt nó tao mới biết chứ. Có Zalo mà đưa mặt. Vẽ chút xíu nữa bự lắm. Nhà anh đâu có gì đâu ta. Mày vẽ qua nữa bể được rồi. 2 giờ sáng đâu bỏ giờ nữa. Mà nó quan trọng là mình phải tranh thủ ăn ra dai. Ý thằng khoái là nó nói như vậy chứ không phải là nó nói cái vụ ngon hay không ngon, mà nó nói gà là vừa ăn. Vừa ăn. Nếu mà để lâu quá. Để lâu quá nó bị ấy. Để lâu quá. Tới một cái đục đó hả? Bị già gà.